Có lẽ nói về dòng Sigut thì anh em quan tâm nhất là vấn đề về xăng. Thì nên Yamaha đã cải tiến ra dòng thế hệ trước là dòng xe thường thon gọn. Bây giờ nhiều anh em quan tâm đến vấn đề lịch xăng nên Yamaha đã cải tiến dòng Sigut FE. Dòng Sigut FE thì nó có tất cả đời trước là dòng 2016 đến 2022 để 23 thì Sigut được thay đổi hoàn toàn, đó là dòng Sigut FE mới 2023, được thiết kế thay đổi kiểu dáng cho nó hợp với hiện nay các bạn trẻ hiện nay, được thay đổi hoàn toàn về như là dàn áo, pha đèn với cái tính năng mới. Với một cái nữa anh em quan tâm nhất đó là về nhiên liệu, màu sắc ở dòng Sigut FE này thì được phối màu xanh trắng cho nó sáng bật cái dòng Sigut FE lên. Mặt nạ trước thì được phối một cái mặt nạ ốp trước màu xanh, hai yểm bên màu trắng với đi tem xanh. Ở pha đèn Sigut FE thì được tích hợp hai cái đèn sương mù hai bên với chung với cái đèn pha luôn nha nè. Còn xi nhan này nằm dưới tách rời. Ở đèn pha dòng Sigut FE này thì nó sáng luôn, nó không có tắt khi mình nổ máy, là mình sử dụng là nó sáng luôn nha nè. Hai xi nhan hai bên, rồi xi nhan cũng được phối một cái lớp ngoài là nhìn đường sọc cho mình nhìn ở cái xa tới, nó có một cái điểm nhấn là sọc mờ cho anh em nhé. Mỗi về trước thì của dòng Sigut FE này thì cũng được làm mỗi về lớn hơn để cho mình sử dụng xe khi mình chạy đất cát đồ nó dính vô, nó không có bắn lên nhiều, được cái dè nó ốp ở trong thì nó sẽ không có dâng lên thành của máy nha anh em. Về sau anh em thấy nó to hơn nhiều luôn. Thì dòng Sigut FE 2023 này thì được Yamaha thiết kế là heo dầu trước là màu đen nha, được phối là màu đen. Thông số lớp với thông số lớp vẫn y cũ 70 90 17 nha anh em. Heo dầu trước màu đen với dàn ốc chân là màu trắng cho nó sáng cái dàn chân xe lên. Nền thì vẫn sử dụng nền giống mấy tất cả các thế hệ trước nha nè. Giờ phun đó nè, giờ phun hệ thống bơm xăng tự, bét phun thì nằm trước nha, ống xăng thì nằm sau. Đây, nắp đầu bò này, nên nắp đầu bò thì cũng được thiết kế liền nguyên khối cho mình dễ mở ra dễ dàng, mình đôi khi mình muốn chỉnh cò rồi nó dễ hơn nha. Yếm trước thì cũng được thiết kế ốc dặn cho nó chống cái độ tè nha. Trường hợp mà ít ốc dặn CP trước thì ốc dặn ăn sau, còn đời CP 2023 này là ốc dặn trước nha. Với được thiết kế hai cái phe cho nó giữ yếm chắc hơn nhé. Phần lọc nhớt dòng CP này thì có lọc nhớt nha anh em. Lọc nhớt này thì anh em sử dụng 3 lần phải nhớt, anh em thay một lần nha. Còn lần đầu tiên xe mới là anh em phải thay nha. Lần sau là khoảng 3 lần thay nhớt lần. Ốc anh em thấy ốc dàn chân thì cũng được Yamaha sau này cải tiến hoàn toàn là ốc đời mới, bây giờ là ốc giác góc vuông nha anh em, cho cảm giác mình nhìn nó sáng xe hơn ở những thế hệ trước là ốc bầu nha. Ốc yếm thì cũng được đổi là ốc màu trắng hết cho dàn chân mình nổi trội lên trắng đen. Bánh câm dòng Sigut FE này là bánh câm nó sáng xe nhiều, bạn trẻ thích đi bánh câm cho nó sáng với nhẹ xe hơn. Còn những anh mà thấy lớn lớn tí người ta thích đi bánh mâm. Mỗi người mỗi cái sở thích khác nhau nha nè. Ai thích bánh mâm bánh câm thì mình cứ tùy chọn. Ở đèn Sigut thì được làm một cái góc vuốt nhọn lên cho nó hợp, tạo nên cái vẻ đẹp của dòng CP. Với điểm nhấn là cái khung cản nó ốp liền với cái yên chạy dài ra sau, mình nhìn nó không có bị thoải mái cho người ngồi sau, nó không có bị cắn nè. Thành lốc máy bên mâm lửa thì lốc máy có chữ Yamaha luôn nè, mặt đồng hồ. Anh em thấy cái bọc trên mặt đồng hồ, những cái số gạch đó là người ta đánh dấu, người ta đã kiểm tra hoàn thiện hết đó nè. Còn mức tiêu hao nhiên liệu anh em quan tâm nhất là 1 lít
1.65 trên 100 km, là 1 lít mình chạy trên 60 cây, 60 đến 70 cây 1 lít nha anh em. Tem cảnh báo luôn, có tem cảnh báo cho anh em luôn. Đây mình quay sát cho anh em, Seawood FB BAS2 X2 X1 X2 3. Đây ốc ốc bắt yếm, tạo cảm giác cho cái dàn yếm mình nó chắc chắn hơn. Cảm ơn anh em xem hết clip của mình. Xin chào.